Nhiệt độ là bao nhiêu?
nhỉ? Chạy theo con mới được. Có chuyện gì hấp dẫn vậy Mom? Nghe nói đằng kia mới xảy ra một vụ tai nạn khủng khiếp lắm. Mom ra xem. Chật xui quá, chậm chân mất rồi. Giờ làm sao chen lên đây nhỉ? Mọi người làm ơn tránh ra, tôi chính là con của nạn nhân đây. Vu vu, làm ơn đi. Choáng váng. Thầy có một đề bài như thế này, học bằng không rớt, không học bằng rớt. Em hãy cộng hai phương trình lại và rút gọn xem nào. Học cộng không học bằng rớt cộng không rớt. Học nhân cộng một cộng không bằng rớt nhân cộng một cộng không. Sau khi đơn giản một cộng không đi thì ta được học bằng rớt. Chọn đâu nguy hiểm thật. Nobita, hãy cho thầy biết thứ gì dai và bền nhất. Thưa thầy, đó là sợi tóc ạ. Tại sao lại là sợi tóc? Thế thầy chưa từng nghe câu ngàn cân treo sợi tóc ạ? Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Đừng quên đăng ký kênh và chia sẻ video nếu thấy hay nhé.